Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game Dragon City và mình là Thành nghe gì đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ với giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì tại sao hôm nay có hai tập Dragon City? Tại vì là 6 giờ chiều nay ấy, thì nó sẽ là kết thúc cái sự kiện Heroic và rất là nhiều bạn muốn xem mình mở ra cái con rồng mới. Đó là con rồng hệ H và mình sẽ làm cho anh em xem nhé. Thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện mới, đó chính là một cái New Iceland. Không phải là sự kiện mà là một cái hòn đảo mới anh em ạ. Thì tiếp theo chúng ta sẽ vào đây là cái cây ấy rồi, cây thế giới này. Con rồng mới này, nó update rất là nhiều thứ mới trong này luôn. Và chúng ta sẽ đến đây nào. Ray Finis này. Và chúng ta sẽ xem được cái thứ hạng của mình, cái ranking của mình ngay bây giờ đây. Nó cần phải đợi một vài phút để nó sắp xếp để xem cái vị trí của mình đang ở vị trí thứ bao nhiêu. Để xem nào. Nó vẫn chưa xong rồi anh em ạ. Ở đây, vị trí của mình đang ở vị trí thứ nhất. Và chúng ta sẽ được claim thôi. Chúng ta sẽ claim tất cả phần thưởng ở đây. Quá là ngon. Đây. Đây rồi. Hai Boxer Dragon. Một con rồng gai. Khá là chuẩn đấy nhỉ. Tiếp theo sẽ là một con không nhìn thấy tên. Nó chết hết tên. Automic Dragon. Đấy. Một con nữa là một con Archonaut Dragon. Tuyệt vời. Selfie chứ. Có cả một con gì ấy, ngoài tinh à. Và một con Deja Vu. Một con rồng điện. Nó lượn các kiểu đây. Tuyệt vời. Yes. Đấy, chúng ta đã hoàn thành xong cái này rồi. Cái gì đây? Store. Và mình sẽ đến cái store để ấp trứng nha. Cái store của mình đâu? Đây. Đây store của mình. Và con rồng H của mình đâu? Đâu rồi? Automic này. Hypoxter này. Hypoxter Dragon. Và nó sẽ cần 59 phút. Vẫn như là mọi lần thôi, mình sẽ dùng tiêu 14 game để mở cho anh em xem ngay và luôn. Mình không hề tiếc game để có thể làm clip cho anh em xem. Ấn ngay và luôn nào. Đây, Hypoxter Dragon. Cho luôn vào cái môi trường mới vừa mới xây xong. Vừa vặn luôn, quá hay. Nó sẽ có 4 hệ là 800 coin. Wow, được luôn 800 coin ở cái hòn đảo mới thì phải. Hòn đảo mới đâu, kìa kìa. Rồi đây, còn Hypoxter đây anh em. Có thể chiêm ngưỡng nó nha. Đây chỉ còn hai Porter Dragon. Và nó sẽ có, xem nào, nó sẽ có 4 hệ lá, bóng tối, lửa và lốc xoáy. Khá ổn. Nhìn chung khá là ổn đấy chứ đúng không? Chúng ta sẽ cho nhỏ cái nhạc tí hơi to thì phải. Ok. Mình sẽ cho nó ăn nha. Hai Porter. Có thể đây là mình là người đầu tiên làm về clip về cái con hai Porter này mất. Ở Việt Nam thôi nhá, ở thế giới thì mình không biết. Rồi, bây giờ mới có là 8 giờ 8 phút thôi. Vừa mới sự kiện vừa diễn ra được một chút. Và tí mình up lên thì chắc tầm khoảng 7 giờ anh em sẽ được xem cái video này. Mình có 50 mấy nghìn thức ăn thôi, không nhiều lắm. Nhưng chắc cũng đủ cho nó lên được cấp vào khoảng cấp 15 gì đó, cấp 12 rồi. Cuối cấp 15 này em ơi, không được, cấp 14 thôi. Hết thức ăn, mình lấy thêm thức ăn thì mình sẽ tốn game. Đấy, hiện tại nó đang ấy này, cộng thêm thức ăn. Nó sẽ 400% bonus à? 30 game sẽ đổi ra được khoảng 400.000, 400.000. 15 game sẽ đổi được khoảng là hơn 100.000 thức ăn gì đó. Và mình chắc không muốn tốn đâu. Hiện tại cấp 14 đúng không? Cấp 14 thì nó sẽ rơi khoảng 13k máu và đam nó hơi bé một chút. Mà nó chưa tiến hóa hết. Nhìn trông hài vãi, đi đánh nhau với ai đây? Vấn đề là đi đánh nhau với ai đây bây giờ? Ok, không đủ thức ăn. Vì hôm qua mình vừa mở cái con hát kia xong nên bây giờ thì đúng là thiếu trầm trọng thức ăn rồi. Không hề đủ được, không thể nào cho nó lên được cấp 20. Tại vì sáng vừa cho con kia xong. Và chúng ta đã hoàn thành được cái đội hình toàn bộ dòng hệ hát nha. Mình sẽ thử sức mạnh của nó luôn. Hiện tại giờ thì nó khá là yếu thôi, nó không quá mạnh đâu. Nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ khám phá cái hòn đảo New Iceland trước này. Đây nó hướng dẫn mình thôi. Đi vị trí 5 năm cái coin này. Một mảnh rồng này claim luôn. Ở đây nữa. Hỏi chấm ở trong này thì nó sẽ tất cả các kiếm. Lúc ấy mình được tận là 800 điểm cơ. Gọi là mắc luôn đấy. Ở đây chỉ có 500 điểm thôi nhưng mà riêng con hát thì sẽ được cả 800 điểm. Rồi ok, vẫn là như các trường hợp trước thôi. Xem đợt này có những con gì đẹp nào. Một con rồng sói đóng băng Dragon. Wow. Epic và nhìn trông khá là đẹp. Con này chưa nhìn thấy bao giờ. Con này mới đẹp này, Legendary này.
cả một ngọn núi trên lưng này, leng keng khá là ổn. Nhưng mà sự kiện này chỉ diễn ra trong vòng 2 ngày thôi, không chắc sẽ được con này. Mình nghĩ nên lấy cái con Epic này thì có vẻ là ổn hơn này. Rồi mình sẽ cần cái bản đồ này nhá. Anh em nào có bản đồ thì mình gửi lên group cho mình hoặc là ngay dưới phần comment này nhá, cũng được. Tiếp theo sẽ vào test thử sức mạnh thôi nhỉ. Mình muốn chơi một phát ở trong phần quest thì khá là yếu, hoàn toàn có thể chơi được. Ai chà, những anh trai mới đây cấp 19 à, không được rồi. Con cấp 19 nó không cho mình vào, vấn đề là như thế. Lewis à? Lewis thì mình sẽ không ăn được. Thử thôi, thử sức thôi. Chẳng qua là sói vương mà hoàn toàn thể là chiến được. Đâu rồi con Mỹ Hầu Vương này, con kia nó cấp thấp quá, nó tận phía dưới cơ. Đâu rồi con hai tết đây rồi, ok, khô cấp 14. Ok, vào đánh góp vui tí thôi. Chiến nào, chiến luôn nào, bé tí. Thanh niên bé tí luôn. Toàn là con đầu gấu này, sợ thế. 2031 máu kìa, 13k này. Mình đánh được khoảng 7k không? Theo mình đánh được khoảng 7k không? Nào xem nào, mình có thể dùng con kia được. Chúng ta sẽ thử sức mạnh nó một chút nhỉ. Không biết có ăn được không? Hệ bùa không ăn được đâu. Dùng Mỹ Hầu Vương đi. Mỹ Hầu Vương sẽ dùng chiêu này đấy, 23.000 máu đấy. Một đập này em, 7.000. Con này tiếp theo là một con gì đấy, Omega. Ái chà, cũng là hát bóng tối à. Mày hơi bị nhờn đấy, tao có ánh sáng đây này. Sốc đam này, 17.000 máu. Được, mình sẽ dùng cái con mới. Bao nhiêu máu? 3k. Kamezuko à, con này là con Akuma. Có phải Akuma không? Thôi dùng Keiko đi. Nào, Keiko thì có sẽ kêu lock rồi, nó khóa à? Biết sao bị khóa rồi, tại vì chưa đến đủ cấp. Ai chà, cũng nứt đất như ai nhưng mà không giết được Kamezuko. 7.000 kìa. Có thể nó sẽ thịt được mình đấy, nhưng mà thôi mình sẽ giết nó trước đã, tính sau. Không lùi bước. Thành điên để đánh 4.500. Omega, con này nó sẽ giết mình rồi. Cũng là một con hát. Thế nên là có 3 con hát. Con hát này ngon này. Con hát này nó có chiêu xoắn ốc đầu tiên này. Rồi mày giết em tao gì? Mỹ Hồ Vương sẽ tiến lên. À không được, con này đấm thì không ăn thua rồi. 22k. Để con này chiến đi. 40k máu này. Tao chiến mày. Vào đây. Con Blaster. 14.000 máu này. Để con Mỹ Hồ Vương đập đi anh. Như kiểu nó đang gồng năng lượng này là đánh mình ấy. Sợ quá đấy. Swap Dragon. À, Mỹ Hầu Vương. Lên. Đây. Một dập này. Rồng à. Laser beam. Thì cái nhạc hơi nhỏ đúng không? Ta sẽ cho nhạc to lên một chút. Đấy, như thế này là ổn hơn đấy. Nào, 1.000.000 thôi. 1.000.000 thôi này. Cái con kia sẽ để last hit, có vẻ là ổn hơn. Đúng rồi, để nó last hit thôi. Ten ten ten. Thắng rồi. Chúng ta sẽ có một cửa nữa, sẽ qua được cái phần này. Mình sẽ còn 2 lần combat nữa. Ở đây. Tiến lên. Con Ben này, con Ben là Terra. Terra thì hoàn toàn có thể giết được. Terra thì chúng ta sẽ có không? Con này không có hệ Terra. Hệ này thì rất dễ bị sốc đam nha. Rồi để Mỹ Hồ Vương đánh đi. Cứ bình tĩnh. Mấy con này kiểu gì cũng đến lượt mình, nhưng mà xem. Lúc nào có cần hệ khắc chế thì chúng ta sẽ phải đánh được. 14.000. Giật xuống. Ngon. Tiếp theo. Andres. Hình như là cây khắc chế hệ đất đai thì phải. Có đúng không ta? Không. Con này mới khắc chế này. Một phát nữa, 16k máu. Quá đã. Tiếp theo con này. Hệ nước à? Nước thì là cây đúng không? Cây mọc rất là nhanh, rất là khỏe. Mình có cây đây. Đây, bên ngoài Poison EV này. Thảo mày chiến nhau nào.
Cấp 20 à? Anh cấp 14 thôi. Ui, gần chết này. Tí sốc chết được. Kim loại à? Không thấm. Mình sợ hệ khác cơ. Lên này. 7k máu. 7k8. Lúc anh nhớ được 9k mấy cơ mà nhỉ? 7k8 thì hơi ít. Mình sẽ được thêm 3 viên game. Và mình sẽ chuyển sang cái phần Dewick số 44. Đánh tiếp tục nào. Cứ có sói vương trong đội hình là có thể thắng tốt. Ai chả gặp ngay một thanh niên Legendary ở đây. Có vẻ ghê ta. Có cả ấy kìa. Có cả thiên hà kìa. Đủ cả luôn trong này đấy. Terra, Terra. Bình tĩnh thôi. Swap nè. 13.000 với 10.000 là hoàn toàn thể hạ được nó. Poison EV này, hoặc là Poison EV hoặc là cái chiêu này. Chiếu lửa đi. Mình hoàn toàn thể hạ được nó mà. 5k này. Phát nữa thôi. Chiêu đầu đi, Poison EV có vẻ khỏe hơn. Nước à? Nước đối với mình thì không thấm. Poison EV này. Một phát. Ui siêu, còn yếu là chiêu lửa. Thế chứ ta. Chiêu gì đây? Chiêu lửa này. Ôi, đá em rồi. Nhưng mà tao phải giết được mày đã, tính sau. Cái con vũ trụ kìa, con thiên hà kia nó sẽ đánh mình. Chúa tể thiên hà. Con đấy hiện tại mình đang để trong viện bảo tàng rồi. Chưa biết khi nào sẽ dùng lại đây. 11k máu. Thôi chết tôi rồi. Bắt nạt con bé tí của mình. Để con này chiến cũng đủ thắng này. Cần gì với mấy con kia. Mày nhờn. Giật xuống 7.000 máu này. 7.400. Glacial Hand 5.600 à. Thế thôi gì, con này yếu quá. Không vào đây được đâu em. Mình là 3 sao đồng rồi. Này rất là trâu bò. Thể loại mắc trâu bò luôn. Victory. Xong một trận nữa này, cho sẽ còn 2 trận ở đây. Tiến lên nào. Con gì đây? Ấy chà, con này công chiến binh à? Chiến binh thì chiến binh không có rồi, không có hệ rồi. Hệ lửa thì nó sẽ khắc chế rồi. Bóng tối sao? Bóng tối không được, bóng tối là mạnh hơn cả chiêu Poison EV chắc chắn luôn đấy. Ồ không, bóng tối yếu. Bóng tối là yếu, Frost Nova. Oh man, tí chết, tí chết, tí chết. Swap, swap. Swap nhanh luôn. Họ có hai con 3 con 19 thôi. Lên cái này mà cấp 19 thì hơi yếu nhỉ. Thật sự hơi yếu. Alex 1.000 máu. Giờ set mình á. 3.900 này. Ok, ta sẽ dùng chiêu chiến binh là chiêu mạnh nhất của mình. Của con khỉ đột này. Mình còn chưa kịp cho nó đi học cơ. Chưa học skill cơ. Ánh sáng á. Có vẻ ghê ta. 4.000 này. Rồi, tiếp tục là chiêu ánh sáng, à chiêu chiến binh. Một cân tất. Bây giờ một cân tất luôn. Cái chiêu đầu là chiêu chiến binh nó khá là giống con ma băng ngày xưa của mình. Đấy. Có vẻ ghê ta. No damn. Tưởng gì. Anh cho mấy cái chiêu này mình đen xì hết vậy. Chiêu kim loại xem nào. Được bao nhiêu máu? 8k đấy. Hơn có một cấp thôi nhưng mà nó khác biệt hoàn toàn luôn. Rồi, cho con kia ra last hit cái. Thay nhiên ra last hit. Poison EV. Rồi, cũng là dậm đất. 4.600, cũng giết được một bé chứ nhỉ. Khá là hài. Và chúng ta sẽ ra kia đặt tên cho nó là Ngưu Ma Vương nha. Claim này. Ở đây ta sẽ đặt tên cho nó Ngưu Ma Vương. Con mới đâu nhỉ? Nó ở đây. Một mình một ấy luôn, một mình một cái nhà luôn. Ok, ok. Đặt tên nó sẽ là Ngưu Ma Vương. Ngưu này, Ma Vương. Và được rồi, Ngưu Ma Vương. Toàn là vua đây. Chúng ta có một trận ở trong nữa kia nữa và chiến đấu nốt nào. Phần Dewick này. Ở đây ta sẽ đối đầu với cái gì, cái này là gì nhỉ? Phim gì nhỉ? Thất đại tội à? Đúng không? Ây chà. Hát à? Đây rồi. Mình thấy khó khăn đây rồi.
25 đối với 25. Hai Titan. Ôi, ba con hát rồi. Quét. Ba con hát đây. Con này nhìn trông tởm quá nhờ. Nhưng mà nó chưa có sao vàng nên mình không lo lắng lắm. Nó sợ 12k này không chết được kìa. Chiêu mạnh nhất của mình đấy. Rồi 5.000 máu rồi gì. Mình còn 21k nữa. Team này thì không ăn được mình. Nói thẳng luôn là không ăn được mình. Một mình con sói vương có thể cân gần 2 con được. 2k máu. Nước kìa. Nước thì Poison EV. Đây, mình ngay có chiêu lá đây. Trong người sẵn có chiêu lá luôn. Có sốc đàn rồi chết luôn. Tiếp theo con hát nữa lên đây nè. Chiến binh à. Gần chết rồi, thôi rồi. Thôi để nhường team bạn thôi. Mình có chiêu đóng băng đây. Sốc đàn thì hoàn toàn có thể giết được nó đấy. Nhưng thôi để cho mấy thanh niên này thể hiện tí. Không lại bảo ấy quá. H. Trời ơi. Vấn đề là con này hai con này mà đánh nhau thì ngang cơ. Xem bé nào trụ lâu hơn thôi. Kinh nhở, sói vương một mình cân 3. Trong khi đó nó cũng có một con cấp 25. Nó có chiêu khắc hệ mình à? Bóng băng à? Thôi, sói vương phải lên thôi. Để lát hit phát nữa nào. Đóng băng nó. 29.512 máu. Rồi, chúng ta thắng tất cả mấy cái trận Liquid. Mỗi tội là con Ngưu Ma Vương thì nó hơi yếu tí thôi. Chúng ta sẽ đợi 1-2 ngày nó sẽ lên được cấp 20 thì lúc ấy nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Và mình sẽ xem skill của nó nha. Xem skill học được của nó như thế nào ở trong này. Phần trên này. Ở đây nó sẽ có con... đâu rồi? Nó đâu ta? Tận dưới này. Nó xa quá. đây, Ngưu Ma Vương này. Phải cho cấp 15 mới được xem được cái skill của nó. Hơi buồn, thật sự là hơi buồn. Nó sẽ có xem có trận nào nữa không? Để đấu nốt với nó phát không? Quest không được rồi. Arena. Đánh một trận thử xem nào. Mẹ. Ui. Nhìn kìa. Hai con Epic, một con R đều cấp 30 hết. À không được. Ngon, nếu mình cấp 25 thôi. Không biết có ăn nổi không? Chúng ta sẽ dùng con ấy này. Lắm tiền đấy nhỉ? Cho mấy con ghẻ đấy ăn là sao ta? Không dùng được à? Thanh niên mới không dùng được trong cái dấu trường này à? Ngưu Ma Vương đây. Đây. Hơi bé. Đều được tăng sức mạnh trong cái phần này. Khá ổn. Tiến lên nào. 25k máu. Routing Spell sẽ mạnh hơn Anjo Hit trong trường hợp này nha. Tại vì nó được búp 30% công. 16k này. Mỗi con đánh nhau phát thì đúng là cũng tèo đấy. Chẳng đùa đâu. 9.000 máu à. Routing Spell. 18.300 máu này. Kinh ta. Phải 31.000 máu. Bóng tối à. Bóng tối thì mình có thể dùng con kia ánh sáng được. Nhưng không biết nó có sốc đam mình không. Vấn đề như thế. Nó có nước nhá. Cẩn thận sốc đam mà chết luôn đấy. 3 sao vàng à. Ngại nhờ. Được có 16k thôi. Một phát nữa nó sẽ chết. Ê, từ từ anh ơi, từ từ thôi. Một phát nữa thì mình cũng chết. Một phát nữa mình cũng chết thôi. 15.700 chết. Còn một con nữa. 29.000 máu. Đùa tao. Bao nhiêu máu? No dam. Kim loại có chiêu God Cloud. Mỹ Hồ Vương kiểu gì cũng phải chết thôi. 15.000 máu này. Không dam em ơi. 9.000, ui hay thế, Mỹ Hồ Vương có thể giết được. Ghost Cloud. Hủy diệt nó. Một phát này, 16.000 máu. Yes, hay lắm. Ok, và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye.